Nhựa đầu tiên chúng ta bỏ ra cho chlorine mà thậm chí nó còn không phải là đúng set nữa. Hay tại sao nó cái này cũng ngon rồi. Cái gì vậy trời? Nãy giờ không có gì luôn. Ok, khởi đầu có vẻ khá là thuận lợi nha mọi người. Có một cái mũ để coi có tỷ lệ hay sát thương gì không. Vô. À mà nó không có ra gì hết. Ngày đầu có vẻ thuận lợi đó mọi người. Ủa, hai cái ly. Tấn công không có crit. Hả? Cái gì? Anh có đang thấy cái em đang thấy không? Mày đưa nó cho anh được không? Em cũng muốn đưa lắm á. Anh biết là em đâu có ai xài cái này đâu. Đúng không? Chứ con sang liên ra em có ai xài đâu. Tăng trị liệu. Mình nhớ con chlorine nó có trị liệu. Nên cái này cho chlorine được không mọi người? Hay á chứ. Được á, anh khuyến khích mày nên lên ra trị liệu luôn đi. Đừng ăn crit. Tăng sát thương nguyên tố thủy. Chuẩn bị có con thủy này chơi khế ước sinh mệnh này. Cái gì đây? Cái này mà đang solo với nhau là em thắng rồi nha. À, cái sát thương nguyên tố hỏa đó. Thôi là cái này không có crit nha. Có crit là hưng cây điên cây khùng luôn. Đầu tiên chúng ta có cái sát thương nguyên tố thủy lên 4 trước vậy ha. 0% bỏ. Mình nâng cái mũ dưới đi ha. Cái mũ lỏ lỏ chứ. Tại nó ít. Cả hai cái nó đều offset á. Nhưng mà mình thích nâng cái mũ hơn. Thử coi. Ở đó là thết đây. Hay hợp lý 10 điểm. Rồi bây giờ chúng ta nâng cái ly này như thế nào đây? Anh muốn nâng kiểu nào? Muốn kiểu nâng từ từ hay là nâng luôn? Nâng luôn đi, mình làm tới luôn đi. Tới luôn hả? Tới luôn đúng không? Tới thì tới. Thật ra là tại vì ổng biết là nâng tới dễ lệch nhiều á, cho nên ổng kêu mình nâng tới để lệch á. Cứ nghi ngờ anh mãi. Anh đâu có tệ như thế được. Anh tệ hơn thôi đúng không? Vô này. Như vậy mình vô nhá. Viewer sẽ hiểu lầm anh mất. Ủa em nhớ trước giờ viewer đều biết anh vậy mà. Ok vô này. Oh my god. Wow. Anh à. Em xin lỗi. Tại vì con hù tao á, anh cũng không có cái hồn cơ thể đâu. Thông báo cho mọi người biết là chưa có một ly hỏa nào được như gần như thế này đâu nha. Nhắc lại là chưa một ly hỏa nào mà gần như cái mà Hảo đang có nha mọi người. Ừ, để coi có bao nhiêu cái ly hỏa trong cái ạc này đấy. Đây không phải là giọng có một người đang cay, bởi vì không có được một ly hỏa bất kỳ đâu nha. Nhắc lại. The next day. Lại cái ly này. Thằng sát thương nguyên tố. Quá đồ này. Đồ HP này. Đồ quái à. Quái. Chơi này ông làm chlorine nó trâu hơn, nó dễ sống sót hơn. Mình chưa C6, mình chưa có giảm 80% sát thương được. Coi như là thử được đi ha, thử được. Ok. Ok. Hôm nay chúng ta chỉ có một đồ thôi. Một đồ nâng thử chứ không phải là nâng chắc chắn nâng được nữa.
Kiểu nâng thử lên 4 nó vô cái gì á, nó không vô được đúng đồ mình cần thì mình dục á. Hay chẳng lẽ con chlorine mình phải chơi như sấm. Này cộng 4 nè. Chúng ta tiếp tục. Cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Mình không có làm, mình không có gì đặc biệt chỗ này đó. Biết sao không, thường cái đoạn này á. Đây, tính ra là đoạn này em phải x2 mới ăn đúng không? Không biết nữa. Đâu x2 đâu. Lên được 10, 7, 20 không? Để coi thử. Hay là 10, 12? Không. Nên rất tiếc nó rớt. Này 27 này. Cái này là 14 cộng 12 là 16. Sử dụng đi, cái này tệ hơn cái này nữa. Nào. Mày méo hoàn hảo rồi đó. Mày mày mém nữa cũng hoàn hảo luôn. Được, cũng được. Ok. Ê. Ê vô. Ok. 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 Chúng ta hôm nay có 2 đồ có thể nâng được. Với lại hôm qua mình cũng quên nâng một cái nón nữa, cho nên là để nâng thử à. Nó có 3 đồ. Ừ. Cái nón nó offset thì cũng không mong chờ gì lắm. Đây, nâng lên cái này là nâng lên 4 để coi nó vô sát thương bạo hay không này. Rồi, vô tinh thông và dục này. cái set này là set chuẩn bị nhân vật mới ra này. Nhưng mà ý đó là mình đang không tính roll bả lắm. Tại vì sao, tuy là bả hệ thảo ấy, nhưng mà bả là nhân vật content. Còn mình là stan mấy nhân vật của Subaru cơ. Hay tiếng Nari em đâu? Nè, tiếng Nari đây. Được, ăn này được này. Good, max luôn này. Tấn công ăn luôn này. Giờ nó đã 21 tấn công hay 21 sát thương bạo gì cũng ăn hết nha. Hey, that's pretty good. Cái này cũng ăn luôn. Ý càng ngon. Ừ, ok, ổn so với cái này ổn hẳn hơn. Dùng cái này đi. Dùng cái này được rồi. Ngon luôn ấy chứ. Còn cho anh không? Em cho được, em cũng cho rồi. Mà em cho được là em không cho cái này, em cho anh cái ly á. Thiệt, nếu cho được là em cho anh cái ly á chứ. Rồi, tới cái này. Ít phút luôn rồi. Oh. Wow. Mạnh điên mạnh khùng. Là nâng chưa ấy? Em cũng không biết nữa. Thôi lần cuối đi, nó vô cái gì vô. Ừ. Cái này em nghĩ dục luôn á chứ là, không có giữ. Đúng là Hảo có khác. Chỉ có Hảo mới làm được mấy trò như vậy thôi. Còn mình á là mình sẽ vô hết cho tinh thông nguyên cố. Hỏi chứ cũng được một đồ đi ha. Cũng ổn. Phòng ngự chịu. À, tấn công của tôi đâu, sao lại ra cái phòng ngự vậy? Hay cái gì đây? Nhìn có vẻ ngon này. Ồ, ê cái này ngon nha mọi người, ba dòng ở dưới cũng ngon hết kìa. Ê, có vẻ ngon. Cái này cũng được ha. Ok, cái này cũng được. Ok, hai món. Ổn. Ồ, nãy. Ê, đồ. Cả lẽ mình lần này mình lại được thêm đồ nâng cấp cho Furina. Cái này cũng được này. Ok, ổn. Có vẻ thú vị. À, có vẻ thú vị đấy. À. Rồi.
này chúng ta có khá nhiều đồ nâng ha mọi người. Chúng ta nâng những thứ mà gọi là chúng ta không cần nữa đi. Tại vì này vô tỷ lệ luôn này. Ok ok. Chúng ta sẽ để dành nó. Cái này phòng ngự này, chúng ta sẽ nâng cái này trước đi. Cái mà chúng ta thấy không cần chúng ta sẽ nâng trước, những cái mà chúng ta cần chúng ta sẽ nâng sau. Hoa chúng ta cần, cái này không cần chắc chắn rồi. Ok, thử cái này nào. Lên 18 luôn, không được dục. Ok, nó lệch 2 lần. Dục. Nó còn low roll, hơi low roll nữa chứ. Chúng ta tới cái ly HP này, liệu Furina có xài được hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong tập này. Và đó là hết. Hợp lý. Này khá là hợp lý nha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn cái nón với lại cái hoa thôi. Vô nào. Thử từ từ trước đi ha. Cái này được, ok. Hơi nhiều HP rồi thì phải. Cái hiện tại là 27. Mà cái này là chưa vô lần nào cho nên mình nghĩ nó sẽ không qua được cái cũ đâu. Cho nên bỏ đi. Hơi tiếc. Rồi chúng ta tới cái tấn công. Quên cái tấn công này chưa cộng 4 này. À vô phòng ngự này. Nhưng mà do chúng ta chưa có gì cho nên chúng ta có thể thử lên 18 coi như thế nào ha. Nè, em bỏ lên 18 coi như thế nào. Nó vô một lần, thật ra là cũng được đi. Lần thật ra cũng được. Chúng ta coi nó lên 20 như thế nào ha. Nếu mà nó tốt thì ngon. Mà nó không tốt. Nhưng mà chúng ta đang không có đồ cho nên là chúng ta đành để cái này làm cái set thứ 3 thôi. Cái thứ 3 thôi xài đỡ. Rồi liệu cái mũ này cho chúng ta đủ nguyên bộ để xài đỡ hay không này. Cái này mới quan trọng này. Cảm ơn. Vô ít nhất là một lần là chúng ta xài được rồi. Hy sinh cái thác tu nguyên tố hỏa này luôn này. Bỏ vô. Hai mọi người. Hôm nay không có Hưng nhưng mà trước khi mà mình nâng cấp cái này, mọi người like và subscribe để mà boost lực cho mình xíu ha. Hy vọng là Chlorine sẽ có đồ ở trong cái video này. 1 2 3 Praise. Brother, what's that? What's that, brother? You come. Vô ta. Nó là hết luôn mới chịu chứ, nó là hai lần tấn công. Hay rồi, giờ lần cuối này, nó vô một lần không? Nó vô tấn công phần trăm. Hay ok. Khó nhờ, nhưng mà do chúng ta chưa có gì nên chúng ta phải xài đỡ thôi. Ta sẽ coi cái tỷ lệ của Chlorine trước rồi chúng ta sẽ xem xét cái việc chỉnh lại tiếp theo ha. Đây, chúng ta đủ bộ 4 rồi này. Đang 83 2.01. Nhưng mà mọi người có thể nhìn nó sẽ tốt. Nhưng mà 83 thực ra là đang dư crit rate. Nhưng mà vấn đề là chúng ta đang cầm cái cây này. Và trong quá trình chơi sau khi video kia mình đã lấy được cái nhạc khúc biển sâu ha. Mặc dù mới R1 thôi nhưng mà nó có vẫn tốt hơn. Để cái cây này lại cho hai thơm xài ha. Cho nên là bây giờ tỷ lệ chúng ta đang là 79 113. Khá là thấp tỷ lệ. Mình thấy là tỷ lệ vẫn hơi cao. Và cái vấn đề là cái sát thương bạo thì lại hơi thấp. Cho nên là chắc là chúng ta phải đi kiếm một cái nón sát thương bạo. The next day. Okay. Em cảm giác máu của Corin hơi mỏng không? Mình cần. suy nghĩ được. Ok, cái hoa mà chưa tốt lắm. Cái đồng hồ này. Hiệu quả nạp nguyên tố. Em có cảm giác là mình cần quy đồng. Không, ý em là trước giờ cái series gọi là cái video mà thành công là luôn luôn có một cái hiệu quả nào nguyên tố on set ha. Cho nên là giờ nâng thử cái này lên cộng 4 nếu mà nó vô tỷ lệ bạo thì biết đâu chúng ta tương lai sẽ có những con mà cần khế ước sinh mệnh và hiệu quả nạp thì sao. Còn đang nhìn mày đó Sigwin. Hai đồng hồ. Ok, này suy nghĩ được, mặc dù nhìn nó hơi tệ xíu ha. Này. Lần cuối toàn set heal, ở đâu toàn set heal đốt không?
Nếu mà tiện kiếm được cái double crit ở trong này đủ full set thì mình sẽ suy nghĩ tới việc mình roll Emil ha. Còn hơn hơn chừng nào anh đủ cái set đó để anh chơi Alekino thiêu đốt làm video đi. Chưa bao giờ đủ em. Cái này đang ngưng farm, đi farm chlorine á. Chlorine cũng farm hết này. Ông đang farm chlorine. Biết biết biết. Có rồi. Còn cái cần là cần nâng level. Có cái hiệu anh nạp ứng trước đi ha. Cái vô tỷ lệ bạo xong vô all in đi. Đó, hên quá nó vô HP. Blast. Ok ok. Bây giờ chúng ta còn mỗi đồng hồ tấn công thôi. Mà đồng hồ tấn công mà mình còn đang hơi tệ đó, cho nên là nếu cái này nó vô cái gì tốt tốt thì suy nghĩ được ha. Ok, cũng được. Lệch một lần rồi này. Thôi vô luôn đi. Sắp hết phút rồi. À rồi thôi bỏ luôn. nó né hết mới chịu chứ. À nó vô hai lần là hơn cái hiện tại đang cầm cho con chlorine rồi á. Mà nó né hết. Hình như cái này cũng mạnh đi vậy. Lát đừng thử rồi. Nếu có gì thì mình chúng ta sẽ roll Emil chơi thử à. Ây. Ok. Cũng ok luôn. Ồ. Suy nghĩ được, ok. Cái nón này. HP này và HP luôn. Mạnh. Chừng nào mình xe 6 mình lấy. Lần cuối của ngày hôm nay không có gì luôn. Cũng hay thiệt cái chứ. 10 điểm. Ok, hôm nay để coi chúng ta có gì nè. Cái này. Không ngứ. Ok, mạnh. Em gửi hưng nâng lên nha. Con này, nếu hôm nay không có gì thì cũng... không ngữ. Rồi hôm nay chúng ta... Ừ. Hôm nay chúng ta không có gì luôn. Ok. Một ngày bình thường, Một ngày bình thường ha. Ừ, bình thường. Hay đấy. Thử được. Được nè, anh thấy cái... Không phải là thử được. Hay chứ. Wow, hay chứ. Ok. Nào, một cái ly ngon nào. Wow. Ly cũng ngon. Bình thường anh thấy cái ống đó là anh thấy bắt đầu anh lo rồi. Sợ thêm cái xác tụi mình đốt phạ hỏa nữa hả? Ừ. Lại hoa. Cái cũng được. Cũng nghĩ được. Tấn công một sát thương bạo ha. Suy nghĩ được, các bạn suy nghĩ được. Rồi, hôm nay chúng ta có gì đây? Không phải vũ khí. Mình nhớ mình có một cái đồng hồ này. Nó vô phòng ngự này. Như mọi ngày thôi. Ừ. Như mọi. Có một cái nó này. Này nó vô phòng ngự tiếp nữa này. À không, nó hiệu quả nạp nhưng mà cũng không đủ tốt rồi. Hay. Rồi chúng ta có hai cái hoa. Có ba hoa. Bốn dòng mình đang nghe có vẻ no hope ha. Ừ. Và nó vô HP luôn. Ừ. Và nó lại vô HP luôn ha. Rồi thử cái còn lại nào. Bây giờ nó vô HP nữa là vui. Nó vô tinh thông. Cũng được. Ừ, thì thật ra là cũng được. Ừ. Được. Nhưng mà quan trọng nó phải vô cái kia cơ. Ừ mà nó không. Ý mình không phải là cái dòng. Mà nó cũng vô rất nhiều tinh thông. Mình bị dính là quyền của Hưng rồi mọi người. Tôi biết là phản ứng trong cái game này nó mạnh lắm. Nhưng mà không nên như thế chứ. Ừ, muốn cạnh tranh với Wally Ringway cũng không cần phải búp bẩn phản ứng như vậy chứ. Cái này thử được, nếu lên level 4 thì chúng ta có thể thử được. Ok, hợp lý.
Ok, có vẻ như game đang hơi bắt mình run Emilia ha mọi người. Phải thật. Ok, không có gì hết. Có thể thử ha. Ok, có thể thử. Okay, chúng ta có cái hoa này thử được ha. Đó, phải vô tỷ lệ bạo thật này để coi lần này mình nghĩ mình all in đi, không có nâng từ từ nữa. Và nó cũng all in là hết tất cả mọi thứ. Ok, chịu ấy, chịu. Rồi cái này thì nó là vô gì đây? Not bad. Tính là nó dùng được ha mọi người. Khổ cái là nó dùng được mới mệt chứ. Vậy giờ chúng ta có một món cho cái set này rồi. Giờ tới cái cuối cùng của ngày hôm nay. Ok, phải vô phòng ngự, chịu. Tôi farm cho Chlorine thì tôi vô tình free farm cho Emmy. Cái dòng chính mà nó có chữ lôi ấy chổng là được rồi á. Tại sao? Này suy nghĩ được ha mọi người. Mình cũng đang thiếu đồ cho nên suy nghĩ hai cái này được luôn nè. Tên 4 mà nó không có sát thương bạo thì chúng ta cũng có thể dục sâu. Cái này mà nó có double crit á, thì chúng ta có thể suy nghĩ cho Emily rồi nhưng mà nó không có double crit ha, hơi tiếc. Ồ, nhựa cuối cùng của video chúng ta và chúng ta có hai cái này. Thật ra cho double phòng ngự cả hai cái luôn. What are the odds? rất hay. Double phòng ngự cả hai. À với lại mọi người, mình nói mình, bữa chúng ta xong La Hoàng xong cái tiện mình kiếm được cái này. Off stream, off video, cái lúc nó ngon hơn cái hiện tại chúng bữa video chúng ta có luôn. Không hiểu luôn ha. Đồ kiếm off video lúc nào nó nhìn nó cũng hơn là đồ trên video ấy đó. Hơi buồn. Ok. Tấn công có thể suy nghĩ được rồi, nếu mà cái này vô nhiều tỷ lệ để coi thử ha. Cho in luôn. Phải vô hết tỷ lệ tấn công này. Ê nhìn cũng vui rồi mọi người, hiện tại tính ra nó cũng không có vô dòng tệ á. Nếu mà nó vô lần tỷ lệ nữa thì suy nghĩ được. Đó, thật này, và nó max roll luôn. Đó, thật ra nhìn cũng tốt ấy chứ nhỉ. So với cái này thì nó không tốt bằng rồi. Hơi tiếc. So với cái hiện tại thì nó không tốt bằng, cũng hơi tiếc ha. Nhưng mà cái này nó roll khá là tốt. Nếu mà mọi người đang thiếu đồ thì có thể consider cái giống như vậy. Bây giờ cái này nó vô cái gì đây? Cho cái xác thương bạo coi. Không, nó HP. Ok. Hết video. Kết quả là từ việc chúng ta chỉ có đúng mỗi một cái hoa với lại cái lông thôi cho con Chlorine á, thì chúng ta kết thúc là bằng cái này là cái duy nhất có sẵn này. Cái này chúng ta được đồ nâng cấp này. Rồi cái này thì chúng ta cũng có một cái là trong La Hoàng thì nó cho mình cái này. Còn cái nón mình cũng kiếm được. Đáng lẽ mình nên giữ cái nón sát thương bạo kia, tại vì giờ chúng ta dư sát thương bạo rồi á. Mà giờ mình nhớ là không còn cái sát thương nó sát thương bạo đều khác hết. Hơi buồn. Nhưng mà cơ bản là đó, đồ dạy chúng ta được cộng thêm khá rất là nhiều tỷ lệ, cho nên là giờ chúng ta đang khá là dư tỷ lệ rồi.